Xin chào các bạn. Hôm nay là buổi chiều của ngày thứ bảy. Tôi đã về điện và vợ tôi cũng đã sắp xếp để làm mọi việc trong cái công việc và chặng hành trình các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Đà Nẵng. Hôm nay thì thực sự vợ chồng và thầy trò tôi rất là mệt, nhưng cũng vẫn phải cố gắng để hoàn tất cái tiệc này để rồi quy tụ và cho các vong linh nhi và thai nhi trên các cái tỉnh chúng ta đã đi qua lên thiên để chuyển kiếp, chứ cũng không thể để lâu ở tại nơi đó nơi tôi đã quy tụ. Vẫn như thường lệ thì tôi sẽ hôm nay thì tôi lại làm tiệc khao thiên và các vong linh nhi và thai nhi. Còn một điều nữa là tôi phải nói lại điều này, đó là các cái vong linh chết vì thiên tai lũ lụt ở làng Nủ thì tôi đã quy tụ từ đợt trước và cũng đã đưa rước họ lên thiên cho họ một đặc ân. Còn bây giờ thì tôi sẽ làm các bước trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Trước tiên tôi sẽ thỉnh mời hội đồng tối cao. Con xin thỉnh mời Đức Hồng Quân Lão Tổ và Hội đồng Tối Cao giáng phó bản điện dự tiệc khao thiên. Lệnh cho hội đồng thiên về tại bản điện dự tiệc khao thiên. Còn bây giờ thì tôi sẽ quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên các tỉnh chúng ta đã đi qua về điện để lên thiên chuyển kiếp. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng về tại bản điện đợi chuyển kiếp đầu thai. Tất nhiên là sẽ dự tiệc trước khi chuyển kiếp đầu thai. Tôi sẽ lên lệnh và sau đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà chặng đường chúng ta đi qua tôi đã tương tác với một vong linh nhi như thế nào. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên các tỉnh tôi vừa mới đọc về tại bản điện dự tiệc khao thiên và lên thiên học đạo đợi chuyển kiếp đầu thai. Được rồi, thưa các bạn, cho dù cái lệnh ngày hôm nay có vẻ như nó không được thuận cho lắm, mới có cây 8 rô xuất hiện thôi, còn lại thì cây 7 hôm nay lại không xuất hiện. Nhưng mà lệnh đã đi thì mọi việc phải thực thi. Thưa các bạn, trong lúc đợi hội đồng thiên và các vong linh nhi dự tiệc khao thiên, tôi xin kể lại với các bạn câu chuyện trên chặng hành trình chúng ta đi từ Nghệ An vào Thanh Hóa, vào Hà Tĩnh. Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Các tỉnh chúng ta vừa mới đi qua, nó giống như là cái rốn của cái thiên tai. Đó là những cái tỉnh chịu rất nhiều những thiên tai lũ lụt. Có rất nhiều những vong linh nhi và thai nhi đã bị mất trong các cái cơn bão, trong các cái đợt lũ của những cái năm trước đây. Và khi tôi quy tụ
thì có rất nhiều vong linh và linh nhi có những cái trạng thái rất là yếu ớt, và tôi đã phải truyền năng lượng thiên rất là nhiều. Thưa các bạn nếu như các bạn để ý trong cái giai đoạn này, cứ khi tôi làm, tôi chia từng giai đoạn, cái giai đoạn nào tôi làm cho các gia đình thì cái thần khí của tôi nó rất khỏe và rất là sáng. Nhưng khi tôi cứ làm đến những cái mảng mà động chạm đến rất nhiều vong linh và quy tụ rất nhiều vong linh thì cái thần khí của tôi nó bị sụt giảm rất là trầm trọng, và nguyên khí của tôi bị ảnh hưởng rất lớn. Nó ảnh hưởng và nó lộ rõ lên trên các khuôn mặt. Và thưa các bạn, khi tôi làm ở Nghệ An thì đã có những vong linh nhi và thai nhi được hình thành trên dòng sông Lam đó. Dòng sông Lam là cái nơi mà nó rất gọi là gắn liền với lại Nghệ An và Hà Tĩnh. Dãy núi Hồng Lĩnh nó là biểu tượng cho Hà Tĩnh và là nơi nó giống như những cái, nếu như bây giờ chúng ta nhìn nó giống như những cái nhà ga sân bay, thì ngày xưa đó là những bến đò. Những bến đò đó đã chứng kiến rất nhiều những cuộc tình, chứng kiến rất nhiều những sự ra đi. Ra đi ở đây là ra đi chiến đấu vì đất nước, ra đi ở đây là ra đi làm kinh tế ở thời bình. Và có rất nhiều những cuộc tình oan trái đã xảy ra khi người ra đi lại không về nữa. Cho nên đã có những sự gọi là trầm mình xuống dòng sông Lam cùng với cái thai đã được hình thành. Đó là những cái điều mà do điều kiện hoàn cảnh nó đã tạo ra những cái thai và linh nhi không đáng có. Và trong số đó có những cái linh nhi, rất nhiều những cái linh nhi đã có những tương tác với tôi và muốn được nghe một bài hát nào đó về dòng sông Lam, về ngọn núi Hồng Lĩnh, nơi mà cha mẹ của các vong linh nhi này đã gặp gỡ và đã chia tay, và cũng là nơi mà cái sự sống của các vong linh nhi và thai nhi này đã không được tiếp tục vì đã trầm mình xuống dòng sông Lam. Tôi đã rất suy nghĩ và tìm những cái bài hát nào đó sao cho nó hợp lý nhất để cho các vong linh nhi và thai nhi được đọc trong tâm thức trước khi rời cõi này. Tôi xin nói lại câu này: chúng ta sống trên trần gian này, chết chưa phải là hết, mà chúng ta rời khỏi cõi này mới chỉ là bắt đầu cho vô lượng kiếp sau mà thôi. Cho nên khi rời cõi này thì cần có những cái hoài niệm, hồi ức thật tốt đẹp để rồi làm hành trang sang cõi khác, kiếp khác. Và bây giờ thì mời các bạn và các vong linh nhi và thai nhi cùng lắng nghe bài hát Lỡ Hẹn với dòng Lam. Hà Nghệ An, Hà Tĩnh có những đặc sản văn hóa, đó là những câu hò ví dặm rất là hay. Và rất nhiều những thế hệ miền Trung, đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh, cho dù có đi nơi đâu, làm gì, không thể quên được câu ca, câu hò ví dặm. Tôi còn nhớ khi tôi, cách đây 2 tháng tôi vào tôi xử lý cho một gia đình ở Hà Tĩnh. Thì có một gia đình, có một cụ bà 85 tuổi rồi. Nhưng mà lúc nào con cháu cũng phải mở cái đài bên cạnh để nghe những câu hò ví dặm thì bà mới ngủ được. Thực sự nó rất là tuyệt vời và lắng động. Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe. Chiều bạc làng soi bóng nước,
một chiếc thuyền nan vội vã trở về, sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng linh, đã phàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang trong, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chi giữa bên sông buồn. Nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến khi thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buông. Từ độ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nơi trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Chiều bạc làng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về, sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phủ non hồng linh, đã phàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chi giữa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến khi thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Từ độ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nơi trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ độ chia tay anh phiêu bạt bốn phương, nơi trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu vì dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Thưa các bạn, một bài hát rất lắng đọng,
Một bài hát đậm sắc màu của miền Trung, của người dân Nghệ An và Hà Tĩnh. Người dân Nghệ An và người dân Hà Tĩnh là những người có những cái ước mơ khát khao cháy bỏng xây dựng đất nước, xây dựng quê hương và xây dựng cuộc sống cho chính bản thân mình. Cho nên những người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã vươn mình đi khắp các nơi trong nước và ngoài thế giới để lập nghiệp. Có những chuyện tình rất buồn. Và ngày hôm nay thì tôi đã đáp ứng những cái mong mỏi, những nguyện vọng của các Phong Linh Nhi và Thai Nhi đã nằm dưới dòng sông Lam cho các Phong Linh Nhi nghe những cái ca khúc ngọt ngào và những cái hồi ức về nơi được hình thành. Khi vừa rồi tôi xuất hồn tôi nhìn thì những giọt nước mắt nó hòa quyện lại chảy xuống giống như dòng sông Lam gắn bó bó bện với hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tôi muốn nói rất nhiều nhưng tâm trạng thực ra với những cái buổi mà tôi làm cái việc này, tâm trạng tôi nó rất là bồi hồi. Vì vừa vui vừa buồn. Vui vì đất nước đã dần sạch về âm phần. Buồn vì phải chia tay các vong linh nhi và thai nhi. Còn bây giờ thì đến lúc tôi cần phải làm điều này. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh đưa tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng lên thiên học đạo đợi chuyển kiếp đầu thai. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lệnh. Được rồi, thưa các bạn, lệnh của chúng ta đã đi, mọi việc đã thực thi. Con xin rước hội đồng tối cao lên thiên, hồi thiên, lệnh cho toàn bộ thiên giới, hồi thiên. Còn bây giờ là lúc tôi làm một cái việc tôi rất mong chờ. Đó là chia sẻ toàn bộ 60% phúc đức cho những cái tâm đã ra tâm và đồng hành với tôi trên chặng hành trình vừa qua. Lệnh cho Phổ Hiền Bồ Tát chia sẻ 60% phúc đức đến những cái tâm đã ra tâm và đồng hành cùng tôi trên chặng đường vừa qua. Thưa các bạn, lịch trình thì tôi sẽ còn phải vào làm đến tận trong Sài Gòn, đến các tỉnh miền Tây và Tây Nam Bộ, tức là và cả Tây Nguyên nữa. Chặng hành trình thì còn rất dài. Sức lực của tôi thì nó đang bị kiểu như đang nó cần nguồn năng lượng rất là lớn để thực hiện cái công việc này. Sắp tới khi tôi vào đến Quy Nhơn sẽ có một điểm tiếp năng lượng thiên cho tôi. Lúc đó thì các bạn sẽ được trải nghiệm về cái sức khỏe cũng như là cái sắc thái của tôi nó rất là rõ rệt khi tôi tiếp nhận năng lượng thiên. Nếu mà không lộ thiên thì tôi sẽ quay cho các bạn, còn nếu mà nó có điều gì đó thì tôi sẽ không thể up lên. Còn bây giờ thì hôm nay là thứ bảy. Tôi sẽ nghỉ ngày Chủ nhật. Và sang đến thứ hai thì tôi sẽ đi giúp một vài gia đình ở ngoài này, các gia đình ở ngoài này. Gia đình tôi thì có một cái sự xáo trộn một chút, tức là sang tuần sau thì
cô hỗ trợ công việc gia đình của nhà tôi, thì có con lại sinh con cho sinh cháu, cho nên là cô lại xin phép nghỉ một tuần, cho nên tuần sau tôi chưa thể tiếp tục. Sang tuần sau nữa chúng ta sẽ lại tiếp tục chặng hành trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.